Chào mừng em đã quay trở lại với MG Gaming. Ngày hôm nay chúng ta đến với những thông tin vô dụng về các bản đồ trong Valorant. Bắt đầu luôn thôi nhỉ. Khi chơi Astra và tiến vào trạng thái thiền, ta có thể bay thật xa. Và khi đủ xa, ta thấy cả bản đồ trận đấu được bao bọc bên trong quả cầu màu tím, khá đẹp đó. Số lượng thú bông trong mỗi bản đồ với Ascend là 13, Buy là 6, Breeze là 35, Fracture 21, Haven 3, Eyeborg 19, Lotus 38, Pearl là 35, Split là 5. Thùng Radiant Knight, màu cam ở bản beta, ngay trước khi Varen còn ở bản beta, hầu hết các thùng Radiant Knight đều có màu cam, với các chức năng không khác gì thùng Radiant Knight màu xanh lục. Thùng cam đã bị thay thế, chỉ còn xuất hiện ở trong size A, Fracture và Pearl, nhưng có thể nó lại có liên quan tới cốt truyện của trò chơi. Ví dụ như thùng Radiant Knight Alpha Earth sẽ có màu xanh, còn của Omega Earth sẽ có màu cam. Ở bản đồ Fracture, khu vực B-side thuộc Alpha Earth có những thùng Radiant Knight màu xanh lá. Còn ở khu vực A thuộc Omega Earth có những thùng Radiant Knight màu cam. Cho rằng Radiant Knight của Alpha Earth và Omega Earth được tinh chế theo cách khác nhau. Bản đồ Pearl thuộc Omega Earth nhưng ở bên dưới nó lại có thùng Radiant Knight màu xanh lá. Điều này có nghĩa rằng Omega Earth đã trộm những thùng năng lượng từ Alpha Earth. Vậy nên phe tấn công của bản đồ Pearl là những đặc vụ thuộc Alpha Earth đang cố tình lấy lại tài nguyên của hành tinh mình. Đây là viễn cảnh ngược lại hoàn toàn với những bản đồ khác. Hầu hết những thùng hào chúng ta thấy trong game đều có nhãn của Kingdom ở trên đó. Có thể hiểu rằng Kingdom đang khai thác và độc chiếm những tài nguyên ở đây. Ascend nằm ở thành phố Venice của Ý, thuộc Alpha Earth. Bản đồ này được phát hành vào ngày 2 tháng 6 2020 trong Cinematic đối đầu. Một đặc vụ đến từ Omega Earth đã đặt và kích nổ thành công quả Spike ở Ascend. Vụ nổ này đã tách rời Ascend khỏi mặt đất và biến nó thành một hòn đảo trên trời. Khi bắt đầu trận đấu, Reyna sẽ nói rằng: "This poor place, it clings to life." Một mảnh đất đáng thương, nó vẫn còn bám víu vào sự sống. Một thành phố theo đuổi trái tim của ta. Có thể hiểu Reyna rất thích thành phố này, và vì nó đáp ứng mọi sở thích và hình mẫu của Reyna muốn. Cái máy phát điện mà chúng ta hay núp vào để đặt spike là nguồn năng lượng của những cái trụ súng trên mái A-side. Ở sảnh A có một tiệm kem gelato tên là La Crusca và một cửa hàng thịt. Ở điểm xuất hiện bên phía tấn công có một quán cà phê tên là Bo Volenti, tạm dịch là quầy bar biết bay, với hình vẽ trên tường là những cái ly có cánh. Đối diện có một cửa hàng tên là Nigerio di Eche, còn được gọi là cửa hàng mồi câu. Khu vực Pizza Meat và chợ Meat rất chuẩn văn hóa Ý. Một tiệm pizza tên là Pizzeria di Maggio ở Pizza Meat nghĩa là tiệm pizza của Maggio. Bên trong chợ có biển hiệu ghi Verdura, nghĩa là rau củ. Ở Catwalk có một chỗ soát vé mang dòng chữ Pigility, nghĩa là vé theo từng Ý. Điều này có nghĩa là Kingdom đang làm tiền từ ngôi nhà thờ đổ nát ở Sai A sau khi những vết nứt mở ra do vụ nổ Spike. Khu vực Top Mid có bức tranh về cánh tay ai đó nắm lấy bông hồng cùng với dòng chữ Mi Machin Amore Mio, nghĩa là tôi nhung nhớ người, hỡi kẻ tôi yêu. Trong cái hẻm nhỏ, khu vực đường nối Mid có một vài hàng hải sản, ví dụ như Mercator Del Pesci, nghĩa là cửa hàng cá. Khu vực Mid dưới có một cái ghế gỗ gắn thêm cái đầu của vị tướng Tamken trong Liên minh huyền thoại. Nó đề cập tới cái meme là Unbench the Kent, đừng để con Ken ngồi ghế nữa, bắt nguồn từ việc Tam Ken liên tục bị cấm trong chế độ xếp hạng. Mid Essen có cái bảng điện tử lớn ở ngay khu vực Catwalk. Bảng điện tử này thể hiện hình giải đấu VCT. Sảnh B có bức tranh tường về một con bạch tuộc giữ lấy chiếc chìa khóa, cũng chính là cửa hàng mồi câu Nigozero DHA. Trên tường của đường chính B có đủ thể loại tranh tường về sinh vật dưới nước, có tôm hùm, hai con sò ốc, một tiên cá, một con cá gì đó rất lớn, một con cua và một con cá heo. Bên dưới có một cái nhà kho kèm theo biển hiệu Linzidia Petriria, tạm dịch là chợ bẫy cá. Ngoài ra có một biển hiệu khác là Crostacer và Pesce Presco. Tao không biết rằng tập đoàn nào sở hữu chúng. Sảnh B có thể một bến cảng hoặc là gì đó. Vì ở đây có rất nhiều thứ liên quan đến phương tiện thuyền nước. Khu vực tạm gọi là nhà thuyền có những dụng cụ gia công và xây dựng, có một chiếc ghế gỗ có hình dáng chiếc thuyền. Thường thì lúc chúng ta vào vị trí cho lại được gọi là nhà thuyền vì nó là một chiếc ghế thuyền bên dưới một cái mái nhà. Những chiếc camera và tấm hình hiêu cao cổ ở gần chợ Mid là do Kingdom lắp đặt, góp phần phá hoại những nét truyền thống của Venice. Trong B-side có một cái thuyền khác, The Carpentier Navali, nơi chứa những con thuyền của người dân. Điều này có nghĩa là bản thân khu vực đặt Spike ở B-side hoặc là gần B-side đã từng có một con sông. Mặc dù vậy, thường ta chỉ gọi là Backside B. Một số địa điểm thú bông. Bên dưới cái ghế thuyền B-side có một con thú bông đang nấp. Ở khu vực rượu có những con thú bông đang dùng bữa. Phòng tập. Phòng tập nằm trên những hòn đảo nổi, tạo từ sự kiện Cinematic đối đầu. Nó được thiết kế dựa trên một bệnh viện tâm thần bỏ hoang trên đảo Poveglia gần Venice. Nếu để ý,
thì xung quanh phòng tập đều có những thiết bị y tế cũ nát và một vài cái giường bệnh. Văn phòng làm việc của Brimstone và Cypher đặt ở đây. Phía bên phải khu tập bắn có một căn phòng mà phải dùng jet bay lên mới vào được. Bạn cũng có thể bắn mấy con boss từ đó. Những bức tranh tường xung quanh khu tập bắn là do Raze vẽ. Màu xanh và cam đặc trưng của cô vẽ nên những bức tranh tường hình quả lựu đạn và dòng chữ Jump và Up. Hồi trước thì cánh cửa dẫn đến hành lang bên dưới đã bị chặn lại. Kể từ phiên bản 3.09 thì con đường này được mở ra. Hành lang dưới đất dẫn đến văn phòng của Brimstone và một buồng giam từng dùng để bắt giữ đặc vụ Fate. Ở khu vực parkour sẽ có những dấu tay, dấu chân chỉ đường. Và khi hoàn thành, ta sẽ thấy một chiếc cúp có con gấu bông bên trong. Khu vực luyện tập đặt Spike được mô phỏng theo B-side của SN, có thể là để các đặc vụ luyện tập cho trận chiến sắp tới. Phiên bản 5.07 cập nhật văn phòng nhỏ của Cypher gần khu bắn súng. Ta sẽ gặp một Cypher NPC đứng dựa lưng vào tường, nhưng từ phiên bản 5.09 anh ta bị xóa đi. Ở phiên bản 5.12 ta được gặp thêm những đặc vụ khác. Cypher vẫn đứng ở chỗ cũ, Fate đứng nhìn vào tấm bảng ở dưới hành lang và Brimstone ngồi trong văn phòng của mình dưới lòng đất. Trong bản cập nhật này còn có một con robot báo động dắt mình đi xuống văn phòng của Brimstone. Nếu sử dụng đặc vụ Killjoy và đặt con robot báo động của bản thân xuống gần con robot chỉ đường, robot của Killjoy sẽ phản ứng lại và bắn ra những hoạt ảnh hình tim. Map Split. Split tọa lạc ở thành phố Tokyo của Nhật Bản, thuộc Alpha Earth. Thời điểm phát hành của bản đồ này là ngày 2 tháng 6, 2020. Khi đến Split, Yoru sẽ nói rằng lúc chưa dính vào đống rác Kingdom thì khu phố này từng tuyệt hơn rất nhiều. Ở điểm xuất phát bên phòng thủ có một cửa hàng tên Happy Store. Trong đó có một cái máy tính đang chờ liên minh huyền thoại. Chọn vị tướng Heimerdinger cầm kiệt sức và thanh tẩy. Khu vực cổng Mid có những tấm poster phản đối Kingdom và Radiant Knight. Một số căn nhà khu vực B-side cũng gắn những biển hiệu chống đối Kingdom. Ví dụ như Take Back Our Home, nghĩa là giành lại quê nhà của chúng ta. Có thể thấy dân cư ở B-side không hài lòng việc Kingdom thâu tóm và tái cơ cấu lại quê nhà của họ. A-side của Split bị Kingdom ảnh hưởng rất sâu sắc. Từ những quán cà phê, cửa hàng, tòa nhà và toàn bộ cấu trúc của khu vực đều có dấu tay của Kingdom. Nơi này từng mang những nét văn hóa của Nhật Bản, giờ đây cũng chẳng có thấy đâu. Trên khu vực dốc A, có thể thấy Kingdom vẫn đang tiếp tục xây dựng và phát triển A-side. Quá trình xây dựng bản đồ Split khá là gian nan. Sau 3 bản thiết kế Mid tương đối khá phức tạp, Cross đã chọn bản thứ 4, cũng là phiên bản hiện tại. Một số địa điểm thú bông. Ở căn phòng cửa kính trên lầu B, có một con thú bông đang dựa người vào tấm kính. Gần điểm xuất hiện của phe phòng thủ, đối diện với cửa hàng là con gấu bông đang đứng ở lan can của một ngôi nhà. Một số câu thoại ở Split luôn đặt khách hàng lên trên đầu. Chuyến tàu đến bộ phận kinh doanh Kingdom sẽ khởi hành ở sân ga số 2 thay vì sân ga số 3. Nhân viên Kingdom dùng lối đi bên phải, còn người dân thì đi hướng bên trái. Chào mừng đến Kingdom, chúc cho một ngày gặt hái nhiều thành quả. Nguồn hậu thuẫn Radiant Knight chính là hiện tại và là tương lai của nhân loại. Một số thay đổi ở bản đồ Split trong phiên bản 6.0. Đường chính A rộng hơn, có thêm bục để đứng. Tháp A, phần lưng tháp được dát phẳng lại, thay đổi vị trí của bậc thang. Tháp B, làm cho cái hộp dễ nhảy lên hơn. Hộp điện B, ngay dưới dây đu, mở rộng tầm nhìn để phe tấn công dễ clear góc hơn và những thay đổi khác. Map Breeze. Breeze nằm ở tam giác quỷ Bermuda ở phía bắc vùng biển Đại Tây Dương thuộc Alpha Earth. Breeze được phát hành vào ngày 27 tháng 4, 2021. Breeze từng ở trong tình trạng cấm xếp hạng. Map Breeze được gọi là thiên đường tỏa sáng và bản đồ này có tầm quan trọng chiến lược với phe chủ nhà và những kẻ xâm lược tới từ Omega Earth. Có một con tàu lớn với phần thân kéo dài từ bên ngoài biển và điểm xuất phát của phe phòng thủ đến tận Sai A. Tên con tàu chở hàng này là KNG Meridian. Bên trong boong tàu có một cánh cổng dịch chuyển. Khi bước vào bản đồ Breeze, Chamber sẽ có một câu thoại cẩn thận khi đứng gần con tàu đó. Cánh cổng của nó không còn vận hành theo kế hoạch nữa đâu. Phí vụ đầu tư này lỗ nặng rồi. KO đã đến Bree thông qua cánh cổng đó và video giới thiệu đặc vụ này cũng được dàn xếp tại bản đồ này luôn. Ở phía sau điểm xuất hiện của phe phòng thủ là căn biệt thự của Thurston Wolf, chủ nhân của mỏ Radiant Knight trong khu vực hang động A. Trong hang động A, một mỏ Radiant Knight được tìm thấy ở ngoài bề mặt hang động. Điều này có nghĩa là hòn đảo Breeze cực kỳ dồi dào nguồn năng lượng này. Tòa tháp ở giữa B-side thật ra là một cái máy khai thác và vận chuyển Radiant Knight từ dưới lòng đất. Rải rác khắp bản đồ Breeze là 8 bức tranh tường. Một số bức là do người dân bản địa tự mình làm nên. Số còn lại là những người đi theo Thurston Wolf làm. Một số địa điểm thú bông. Ở gần điểm xuất phát của phe tấn công, có một con thú bông đang đu đưa trên một cái bánh xe. Ở gần B-side, ta sẽ thấy có một con thú bông bên trong ống trụ. Đi theo ống trụ khác, đến được căn biệt thự ở xa, có một nhóm thú bông đang ăn gà và một con rắn ở phía sau. Ở mít dưới, có một phòng thu Rudy. Bên trong có con thú bông nấp dưới cây đàn piano. Ở mid có một tòa tháp, bên ngoài là thiết bị radar, bên trong là một con thú bông.
Ở phiên bản 4.10, Rod đã đưa ra một số chỉnh sửa về cấu trúc của Breeze, cụ thể là thêm một chồng Radiant Knight ở hang động A, thay đổi về nửa sau A-side, mở rộng hồ nước ở giữa, mở rộng khu vực đặt Spike, thêm khả năng che chắn ở các trụ giữa B-side, thêm mảng tường ở nửa sau B-side, thêm một chồng thùng gỗ ở bức tường B. Cờ điện tử A-side sẽ không thể tương tác trong lúc nó đang đóng hoặc mở. Phiên bản 4.11 sửa lỗi con sứa tinh linh của Sky và con quỷ mèo của Fate không chui qua lỗ rơi ở ống mít, sửa lỗi những dấu vết của Fate không thể dẫn qua lỗ rơi này. Map Bay. Bay nằm ở Morocco thuộc Alpha Earth. Đây chính là quê nhà của đặc vụ Cypher. Khi xuất hiện ở Bay, Cypher sẽ thốt lên: Kingdom đã làm cái gì với thị trấn này vậy? Lời mật ngọt dối trá mà chúng nói ra cũng chỉ để bòn rút thành phố của ta. Khi đặc vụ Cypher chiến thắng ở bản đồ Bay, anh sẽ gào lên: cút khỏi thành phố của ta. Ở điểm xuất phát của phe phòng thủ, ta thể thấy những tàn dư của di tích lịch sử kèm với cổng to vò của văn hóa Mo. Nhưng những công trình này đã bị phá hủy bởi những thiết bị chụp cầu, thể hiện sự thờ ơ của Kingdom đối với những văn hóa và truyền thống thành phố. Ngoài ra còn có những nhà máy tinh chế xám đen đối lập hoàn toàn với phong cảnh xung quanh, như là để chống lại những kiến trúc hài hòa và đậm nét địa phương nơi đây. Xuyên suốt bản đồ là những tấm poster tuyên truyền chống đối Kingdom, cùng với những câu chuyện của Cypher và Viper ám chỉ rằng Kingdom đang chiếm lấy nơi này dù không có sự đồng ý của cư dân. Họ so sánh Kingdom với động vật thuộc họ gặm nhấm, cụ thể là con chuột, ẩn ý rằng Kingdom đang nhấm nháp nguồn sống của thành phố này. Những thiết bị của Kingdom tập trung chủ yếu vào điểm xuất hiện của phe phòng thủ. Chúng ta thể thấy một lò phản ứng tự cấp đang vận hành ở A-side. Bên trong tòa phản ứng này là một cái buồng trong suốt chứa tinh thể Radiant Knight. Ở những phiên bản trước thì căn phòng này được dán nhãn là buồng thử nghiệm, và nguồn gốc của những thí nghiệm này là chưa rõ. Có những vết nứt không gian, tuy nhỏ nhưng dễ nhận thấy liên tục ẩn hiện quanh khối thủy tinh này. Ở B-side có một phòng thí nghiệm của Kingdom nằm ngay cạnh máy tinh chế. Ở cửa phòng thí nghiệm đó có một viện bảo tàng nhỏ thể hiện quy trình tinh chế chung của Radiant Knight, từ khâu khai thác đến đóng gói vào thùng Radiant Knight. Quá trình này bắt đầu bằng việc xác định những điểm chứa Radiant Knight và khai thác chúng. Những mẫu Radiant Knight thô sẽ được tinh chế và đóng gói vào những thùng xanh lá mà ta hay bị đục trong game. Ở giữa B-side là một thang máy nhỏ mà Phoenix của Omega Earth đã đặt Spike trong phim ngắn đối ngẫu. Map Ibok, bản đồ Ibok thuộc đảo Bennett ở Nga trong Alpha Earth. Ibok được phát hành vào ngày 13 tháng 10, 2020 và đang trong tình trạng cấm trong xếp hạng. Đây là bản đồ đầu tiên xuất hiện dây đu thẳng đứng. Khi đến Ibok, Joru sẽ có lời thoại rằng ở đây có nhiều câu trả lời hơn, mình chỉ việc tìm ra chúng thôi. Ở ngoài biển B-side có một con thuyền Nhật cổ bị đông cứng lại trên một ngọn núi băng. Hiện tại thì khu vực này đang bị Kingdom khai thác bằng những thiết bị cẩu trục cỡ lớn. Ở phòng nghỉ của nhân viên có một bảng điện tử để đăng thông báo thời tiết, và lúc nào nó cũng hiển thị một logo đi kèm là CAR, có thể viết tắt của Kingdom Arctic Research, tạm dịch là nghiên cứu cực bắc của Kingdom, nhưng vẫn chưa rõ. Mặc dù Ibok trông như một khu bỏ hoang, nhưng có một số bằng chứng cho thấy vẫn có dấu hiệu sự sống. Có trái cây tươi và hộp pizza trong phòng nghỉ của nhân viên, tức là thức ăn vẫn còn được cung cấp đến Ibok. Đường đi vẫn được dọn sạch tuyết, có dấu vết của bánh xe để lại, tức là nơi này vẫn còn hoạt động. Trước mặt nạ của Joru, trước khi Joru ra mắt, bức tường A-side có một cái lồng chứa bộ giáp và mặt nạ samurai. Sau đó, Joru đến và lấy lại chiếc mặt nạ di vật của tổ tiên anh. Khi Valoran giới thiệu đặc vụ mới Joru, nơi này đã tan tành. Kể từ ngày được ra mắt trở đi, chúng ta chỉ thấy đống đổ nát này thôi. Và khi dùng ulti, Joru sẽ đeo chiếc mặt nạ này lên và bước trong chiều không gian khác. Ngoài ra, những phòng thí nghiệm khác ở Ibok cũng đang nghiên cứu về bộ giáp samurai, nhưng thay vì xét nghiệm từng mảnh trang bị thì chúng được sắp xếp theo hình dáng của người mặc, như thể dưới lớp giáp đó từng có da thịt của con người. Phía ngoài cảng A-side có hai nhân vật mặc đồ cam. Đây có thể là nhân viên nghiên cứu ở Ibok. Họ thường gọi là Paul và Paulette. Vì sự tồn tại của nghiên cứu viên Paul Delman, người làm việc cho cả Ibok và Fracture. Nhưng hai người này có thể không phải Paul, vì Paul đã chuyển công tác đến cơ sở Fracture. Ngay bên A-side có một căn phòng dùng để điều phối hàng hóa. Trên tường có dòng chữ Keep Up The Great Work, nghĩa là tiếp tục phát hàng. Chơi chữ của từ Keep Up The Great Work, tiếp tục phát huy. Ở cuối sảnh B có một căn phòng chứa trang phục đặc chế cho nghiên cứu viên ở Ibok. Rất có thể là để các nghiên cứu viên tránh được sự tiếp xúc trực tiếp của loại Radiant Knight nào đó. Vì ở Fracture A-side có một bản chỉ dẫn rằng việc tiếp xúc với Radiant Knight có một mối nguy hiểm tiềm tàng. Có một tờ giấy cảnh báo được dán lên thùng vàng Side B, cảnh báo cấm ngủ, cấm té ngã, làm ơn đừng để bị thương vì mấy chuyện ngu như kiểu ngủ gật, chốc làm việc hoặc là té ngã, phiền hà cho mọi người lắm. Một vài thùng hàng đã được vận chuyển có nhãn dán là quản lý và vận hành bởi tập đoàn Kingdom 12.333 W Olympic BLV Los Angeles CA 90.064. Đây chính xác là địa điểm trụ sở chính của Riot. Một số chỉnh sửa về thiết kế bản đồ ở phiên bản 4.04. Khu vực B xanh lá được mở rộng một chút. Cái hốc ở B xanh lá gần thùng vàng được mở rộng ra.
đổi chiều thùng vàng lại, thêm một chồng hàng 2 tầng, mở rộng tầm đặt spike. Tường ở nửa sau khu vực bếp được điều chỉnh lại và những chỉnh sửa nhỏ khác. Map Lotus. Lotus tọa lạc ở Karnataka thuộc Ấn Độ, trong Omega Earth. Bản đồ này nằm trong một di tích được gọi là City of Flower, tạm dịch là thành phố ngàn hoa. Lotus ra mắt vào ngày 10 tháng 1, 2023. Khi đến đây, đặc vụ Achar sẽ bất ngờ và hỏi rằng những vệ binh và người dân nơi đây, họ hợp tác với nhau sao? Bản đồ Lotus gánh vác một mối liên kết ngay thẳng với một nhóm thực thể được gọi là vệ binh tinh tú. Hiện tại, thành viên còn sót lại mà ta biết chỉ còn mỗi Achar. Vòng tay của Harbor chính là chìa khóa để mở lối tiến vào Lotus. Thành phố ngàn hoa, nơi Lotus tọa lạc, được tạo ra để lưu lại những mô tả về vệ binh. Cũng giống như Achar, những vệ binh được mô tả là họ luôn choàng lên một chiếc khăn phủ đầu. Và họ tạo ra tư thế giống như cách mà Achar bắt chéo chân, thi chuyển để bước vào không gian thiên văn, rồi đặt những ngôi sao xuống. Dựa vào bức phù điêu trên tường B-side và lời thoại mà Achar nói, ta thể nhận ra thành phố này được xây dựng bởi vệ binh và người phàm. Họ hợp tác và chung sống với nhau. Như cái tên của nó, Lotus có rất nhiều hình ảnh hoa sen được chạm khắc trên những khối đá và kiến trúc của bản đồ. Những tạo hình hoa sen rõ ràng nhất là đóa hoa sen lớn gần B-side và đóa hoa sen khổng lồ trên tòa tháp B-side. Ở Lotus không có thùng hàng Radiant Knight nào cả, bởi Lotus chỉ mới được mở ra khi Harbor dùng vòng tay của mình làm chìa khóa. Radiant Knight ở Lotus nằm ở những tấm kính phát ra ánh sáng màu xanh trên trần nhà của những đường nối. Từ bài báo Lotus Unearthing Varan Lost City, ta đúc kết được rằng những tấm kính này là những chiếc lá sen bọc lấy Radiant Knight dùng để trữ năng lượng. Những bức tượng ở Lotus được chia ra làm 3 loại. Tượng vệ binh tinh tú. Xuyên suốt bản đồ Lotus, ta có thể thấy bức tượng vệ binh có những tư thế khác nhau. Tư thế đầu tiên, nhìn thấy họ đang nhảy múa, một tay nâng lên trời, tay còn lại hạ xuống, lòng bàn tay hướng về phía trước. Tư thế này xuất hiện ở gần điểm xuất hiện phe phòng thủ và bên trong đường chính A. Tư thế thứ hai là một hậu vệ đang đứng, tay giữ lấy một thứ gì đó. Tư thế này giống lúc Harbor chuẩn bị sử dụng chiêu cuối của mình. Có 7 bức tượng mang tư thế này, 2 tượng ở sảnh A, 1 tượng ở đường chính B và 4 tượng ở trên mái của B-side. Tư thế thứ ba là một hậu vệ đang ngồi với tư thế hoa sen. Trong trailer của bản đồ Lotus, Achar đã thiền ngay trước một trong số bức tượng đó. Có 6 bức tượng mang tư thế này ở A-side và B-side. Đây là tư thế duy nhất mà hậu vệ đem theo một tấm huy chương, một cái vòng tay và một cái băng tay. Tư thế này có gương mặt chi tiết con người, khác với 2 tư thế trước. Tượng voi, có những bức tượng đầu voi hoặc nửa người con voi quanh bản đồ Lotus. Ta có thể thấy nó ở xung quanh C-side hoặc khu vực cầu thang A. Ở một số tín ngưỡng thì đầu voi tượng trưng khả năng đạt được tri thức. Đôi tai lớn tượng trưng sự bình tĩnh lắng nghe. Đôi tai nhỏ là để chứng kiến tương lai, nhìn thấu sự thật. Còn cái voi dài là để ngửi và phân định tốt xấu. Theo một số cách nào đó thì voi đại diện cho sức mạnh và thần thánh. Bức tượng bộ ba con người nhỏ. Tượng ba người nhỏ có thể tìm thấy ở cả ba side. Thường thì hai trong số ba người sẽ đưa tay chạm lấy bề mặt phía trên, người còn lại sẽ ngồi trong tư thế hoa sen. Ở gần điểm xuất hiện của phe phòng thủ sẽ có một ngôi đền nhỏ, bên trong ngồi bức tượng đá của một con gấu, xung quanh là những con thú bông đang phù phép gì đó. Có thể đây là một nghi thức tín ngưỡng giữa những con thú bông. Từ điểm xuất hiện của phe tấn công, ở ngoài xa xa sẽ có một cánh cửa lớn và một cái thác nước bên dưới. Khá thất vọng rằng chúng chỉ là những tấm hình nền thôi, chứ không phải là vật thể. Dù không thấy dấu vết của Kingdom trên bản đồ Lotus, nhưng một tổ chức mới tên là Atlas đã sắp đặt những thiết bị vào thùng hàng ở đây. Bên dưới những cánh cửa xoay là một căn phòng tối, nguồn sáng duy nhất đến từ tấm kính Radiant Knight hình cánh sen. Tường của Varan có chỗ được làm bằng sắt, bằng gạch, thép, các thứ, nhưng chỗ nào cũng có thể đục tường được. Vậy mà những lá cây ở A-side Lotus lại còn cứng hơn ở những bức tường này. Phải cần có Aris, Odin, Guardian hoặc Sheriff mới đục được. Ném đồ vào góc tường ở thác nước C-side là mất luôn. Bản đồ Lotus ngay từ đầu được thiết kế có 3 bom sai, nhưng theo chủ đề khác. Rod đã định là trận đấu sẽ diễn ra trong một chặng không gian vũ trụ. Quý công ty đây đã định đặt thêm cơ chế rằng mỗi vòng sẽ có một phần bản đồ bị khóa và chỉ có 2 bom sai hoạt động trong vòng chơi đó. Cơ chế bị bãi bỏ vì nó nghe có vẻ ức chế. Thay vào đó, Rod đã sử dụng cơ chế cửa xoay. Suýt nữa thì Varan trở thành Among Us rồi đấy. Đúng là sát thật. Cửa xoay là lấy cảm hứng từ một khung cảnh trong phim Indiana Jones and the Last Crusade. Khi Indiana Jones và cha của anh ta bị trói lại, họ đã cố thoát khỏi đám cháy bằng một cánh cửa xoay bên trong lò sưởi. Ban đầu thì Rod đã để người chơi kích hoạt cánh cửa xoay bằng một tấm ván cảm biến tự động dưới nền thay vì là bấm nút như bây giờ. Nhưng họ hơi quan ngại về việc những tấm ván này tiếp xúc với kỹ năng của đặc vụ, nên ý tưởng này đã bị loại bỏ. Trên phiên bản 7.0, Cypher có thể đặt camera chống trộm của mình lên cửa xoay. Haven. Haven tọa lạc ở Brutan thuộc Alpha Earth, được Rod phát hành vào ngày 2 tháng 6, 2021. Khi đến Haven, Harbor sẽ nói,
nhìn những cột đá ba gian đó kìa. Hình dạng lục giác của chúng hoàn toàn là tự nhiên cả đấy. Nếu cầm đặc vụ Sky, cô sẽ nói tôi ngờ ngợ được nơi này từng là gì rồi, nhưng nó lại đang chết dần, thực sự đáng tiếc. Ray sẽ đáp lại rằng thật đáng thương, mày đã từng rất đẹp mà. Nhưng đừng lo, ta sẽ tiễn mày đi bằng một vụ nổ. Ở tháp A, ta lại thấy một tờ rơi quảng cáo về bản đồ Breeze, lọ nước tiểu ở Heaven Side A, lọ dung dịch vàng đặt cạnh hộp đựng súng bắn tỉa. Nó liên quan đến món vũ khí phụ Jared của nhân vật Sniper trong Team Fortress 2. Ở video Meet the Sniper, trong nhiều giờ đồng hồ canh nhắm, Sniper liên tục uống cà phê, nhăn mặt ôm hạ bộ của mình, rồi vài lọ màu vàng xuất hiện. Ngoài ra, Jared kết hợp với nguyên liệu kim loại tái chế sẽ tạo ra vũ khí sữa tức giận. Những kiến trúc ở Haven cho thấy nơi này tương đối cổ xưa, mang phong cách của những tu viện ẩn ở Team Prue Brutal. Kingdom đến và biến tu viện này thành một nơi để tàn trữ Radiant Knight. Ta có thể thấy một thùng Radiant Knight ở Side A và C-Side, cũng như khu vực ẩn bên dưới C-Side. B-Side là nơi chứa nhiều thùng Radiant Knight nhất. Nếu đứng giữa B-Side và nhìn lên, ta sẽ thấy rất nhiều thùng Radiant Knight được cất giữ bên trên. Ở điểm xuất hiện của phe phòng thủ là những cột đá lục giác ban gian. Có những cột đá lóe sáng đỏ như thể đang tan chảy vậy. Có thể một sự kiện gì đó đã xảy ra dẫn đến sự hình thành của những cột đá này. Đó có thể là nguồn cơn của những ngọn lửa đang đốt cháy tòa tháp ở A-Side và C-Side. Có một thùng Radiant Knight lớn được đặt giữa những cột đá, và đó cũng chính là nguồn cơn của hiện tượng biến đổi môi trường này. Haven trở thành bản đồ đầu tiên mà Radiant Knight gây ảnh hưởng tiêu cực lên môi trường. Một câu chuyện tương tự sau đó cũng đã xảy ra ở Fracture. Điều này có thể cũng liên quan đến thảm họa môi trường ở Omega Earth, dẫn đến việc Pearl chìm xuống đáy biển. Map Pearl. Pearl là một thành phố dưới lòng nước ở Portugal thuộc Omega Earth. Khi nhìn lên bầu trời của Pearl, đôi khi ta sẽ thấy cá nước bơi lội. Ở bên phải điểm xuất hiện của phe phòng thủ, có một cửa hàng tên là High Tide Comics. Đây là cửa hàng mà Rena, Neon và Killjoy đã đến trong phim ngắn Vỡ Vụn. Cũng trong cửa hàng High Tide Comics, trên kệ tủ ở quầy thu ngân sẽ có một bản nhạc, và đó bản nhạc Spectrum Phantom. Viên gạch ở A-Side là nửa giả, mặc dù đạn sẽ bị cản lại và Bridge có thể flash bằng viên gạch đó, những mũi tên của Sova và những quả bom, quả lửa đều sẽ xuyên qua. Ở bên phải điểm xuất phát của phe thủ, có những tấm poster điện, chúng hiển thị giải đấu VCT. Lúc trước ta có thể ném đồ qua tấm poster ở giữa. Ví dụ như bạn mua Operator và team địch định cướp lấy nó, thì ta có thể ném nó vào đấy. Nhưng lỗi này thì rõ đã sửa rồi. Pearl ban đầu được đề xuất với cái tên Cascade, nghĩa là tầng nước hoặc thác nước, vì phe tấn công ở vị trí địa lý cao hơn sẽ đổ vào khu vực phòng thủ có vị trí thấp hơn. Địa hình xếp tầng này như dòng nước đổ từ ngọn thác vậy. Team Deathmatch. Bản đồ District được xây dựng dựa trên bản đồ Split. Card Bar là bản đồ Buy. Và Pizza là dựa trên Ascend. Những bản đồ trong Team Deathmatch là môi trường ảo do Markbot giả lập. Bản thân Markbot cũng xuất hiện với vai trò thông báo. Khi nán lại quá lâu ở điểm xuất hiện, Markbot sẽ điên tiết lên, vừa trừ máu của bạn vừa nói cút ra ngoài. Ta dành hàng giờ đồng hồ để tạo ra đấu trường này, không phải để ngươi núp ở đây. Thôi nào, ra ngoài kia đi, giết chóc gì đó đi. Và đó tổng hợp những thông tin vô dụng về map trong Valorant. Liệu có chi tiết nào anh em đã biết rồi hay tôi nói bị sai không? Nếu có thì nhớ comment phía dưới tôi biết nha. Và quên bấm like, subscribe không bỏ lỡ bất kỳ video kênh ra trong tương lai nha. Còn bây giờ thì MG Gaming xin chào.